Di Đà Phật, Nam Mô 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 Di Đà Phật, giúp cho anh Lê Thanh Tùng, 50 tuổi. Có đồ đạc gì không ta? Ngày 58. Rồi thôi đây không có gì đâu, giờ đâu. Thôi giờ coi trong nữa. Trong phòng mới có không? Không, không đi. Không, không còn gì nữa. Có gì đi, đâu ai cần đồ đâu rồi. Quần áo gì của ổng á? Thì trong phòng mới có quần áo gì không? Người nhà không. Người nhà nó không vô đó, không ai dám vô, không lẽ mình vô mình lấy. Nhà nó bỏ đi. Em nè, em đi vô em lôi ba cái quần áo của ổng đi, bỏ đem ra cho. À, nó ói từ sáng đi. Chết sáng rồi mà nó ói. Vô miếng luôn. Nó ở mình đâu ai biết đâu. Đúng rồi, ông này có thể là bệnh rồi không à. Ở mình bệnh không ai biết mà. Ông này chắc là sức huyết bao tử nó bị ói rồi. Rồi, đúng mà nếu hay chở bệnh viện thì không ấy được. Có ai đâu, con mình là đâu có ai đâu.